bị tuyên án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Bà Trương Mỹ Lan có được miễn gần 674 tỷ đồng án phí. Vì sao bị cáo Đỗ Hữu Ca được hưởng mức án dưới khung hình phạt? Ba cựu cán bộ công an ở tỉnh Thái Bình phạm tội dùng nhục hình đã được giảm án. Xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tử hình. Đây là hình phạt cao nhất trong quy định của pháp luật hiện hành. Vậy sau phán quyết trên, bà Trương Mỹ Lan có còn cơ hội thoát án tử hình hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham mô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án chung, bà Lan chịu tử hình. Khi tòa công bố mức án, bà Lan loạn trọng đứng không vững, được các cảnh sát đỡ. Ngay sau đó bà cố chấn tĩnh, tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Nêu quan điểm sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng nhận án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho trường Mỹ Lan. Theo luật sư Giáp, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát mới bị tuyên án sơ thẩm. Đây là bản án chưa có hiệu lực về pháp luật. Người bị tuyên án còn có quyền kháng cáo trong 15 ngày và viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thấy án chưa phù hợp. Ngoài ra, theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành, trong vòng 7 ngày kể từ bản án có hiệu lực pháp luật, bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước. Đánh giá về bản án vừa được tuyên, luật sư Giáp cho rằng đây là mức án phù hợp quy định pháp luật tương xứng với hành vi Trương Mỹ Lan và nhóm đồng phạm bởi thiệt hại trong vụ án rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm hại nền kinh tế, làm mất niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, những người đã gửi tiền vào SCB có những thời điểm họ bao vây ngân hàng để đòi lại những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi xong bị chiếm đoạt. Bên cạnh đó, sau khi kết thúc tòa sơ thẩm, Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp dự kiến tăng cường cán bộ cho thành phố Hồ Chí Minh để phục hồi thu hồi số lượng tài sản rất lớn. Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, hiện chưa có con số cụ thể về nhân sự tăng cường. Hiện tổng cục đã cử cán bộ hướng dẫn thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng thu hồi tài sản khi bản án có hiệu lực. Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Án sơ thẩm tuyên bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 674.000 tỷ đồng cho SCB nên các cơ quan thi hành án đang xây dựng kế hoạch chi tiết để thu hồi tài sản. Trước đó, cũng đã lập tổ công tác gồm ba lãnh đạo cấp phòng và 12 chấp hành viên để tiếp nhận kho vật chứng gồm nhiều sổ tiết kiệm, 1577 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, các sổ tiết kiệm, điện thoại di động các loại. Với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải đối chiếu thông tin giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phụ lục đính kèm. Còn các vật chứng có số lượng ít, dễ kiểm tra, giả soát, thủ quỹ kiêm nhiệm thủ kho vật chứng trực tiếp kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm nhập kho tăng vật. Trong 86 bị cáo, bà Trương Mỹ Lan phải nhận mức án cao nhất là tử hình về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Ngoài tuyên trách nhiệm hình sự, dân sự của từng bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án, hội đồng xét xử sơ thẩm còn thông báo mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Riêng bà Trương Mỹ Lan còn phải chịu gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Đây được xem là mức án phí khủng nhất trong lịch sử tố tụng theo hồ sơ, bà Trương Mỹ Lan sinh ngày 13 tháng 10 năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh, 68 tuổi là người cao tuổi theo luật định, thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí. Luật sư Lê Trung Phát, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ nghị quyết số 326/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, án phí bao gồm án phí hình sự, án phí dân sự, án phí giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và án phí hành chính. Theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 12 Nghị quyết 326 thì người cao tuổi là đối tượng được miễn nộp tiền tạm ứng án phí. Án phí căn cứ theo quy định tại điều 2 Luật người cao tuổi thì người cao tuổi được quy định trong luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Như vậy người cao tuổi thuộc diện được miễn theo điểm D khoản 1, điều 12 Nghị quyết 326 phải có đơn đề nghị miễn án phí cùng các tài liệu đính kèm theo quy định tại điều 14 của nghị quyết để được miễn án phí. Theo điều 14 của nghị quyết 326, đơn đề nghị miễn giảm án phí có các nội dung: ngày, tháng, năm làm đơn, họ tên, địa chỉ của người làm đơn, lý do và căn cứ đề nghị miễn giảm cùng các tài liệu chứng cứ chứng minh. Chiều ngày 12 tháng 4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Trong đó cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi bị cáo này bị truy tố theo điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Theo hội đồng xét xử, hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Ca. Bị cáo Ca dù đã không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, nhưng trên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng Bị cáo cũng đã nộp lại số tiền 35 tỷ đồng chiếm đoạt của vợ chồng Trương Xuân Đức. Trong quá trình công tác, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng 6 huân chương các loại, 3 huy chương, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 bằng khen của Bộ Công an, 5 bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, 5 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, 3 bằng khen của Giám đốc Công an Hải Phòng, được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành lực lượng Công an nhân dân trong các năm 2014, 2017 và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Theo hội đồng xét xử, bản thân bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng có bệnh nền, còn được nhiều cơ quan ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt như công an thành phố Hải Phòng, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, hội luật gia thành phố Hải Phòng, giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s v, khoản 1, khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự. Chiều ngày 12 tháng 4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 cựu cán bộ công an công tác tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình cùng phạm tội dùng nhục hình. Ba bị cáo gồm Phạm Quang Hùng, sinh năm 1968, cựu trung tá, phó trưởng nhà tạm giữ, đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Trịnh Thanh Hùng, sinh năm 1979, cựu trung tá Phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Nguyễn Trọng Giáp, sinh năm 1986, cựu đại úy, cán bộ công tác tại nhà tạm giữ. So với mức án phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên, cả ba bị cáo được giảm tổng cộng 42 tháng tù và chuyển 15 tháng tù giam thành hưởng án treo. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã xử phạt tổng cộng 22 năm 3 tháng tù đối với ba cựu công an huyện Vũ Thư vì tội dùng nhục hình. Theo đó, bị cáo Phạm Quang Hùng bị tuyên phạt 11 năm tù giam, bị cáo Trịnh Thanh Hùng 10 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Trọng Giáp bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Cả ba bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 250 triệu đồng. Sau phiên sơ thẩm, gia đình của hai trong ba bị cáo và gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm cũng tiếp tục làm rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đi đến tuyên phạt ba bị cáo với tổng mức án là 17 năm 6 tháng tù giam và 1 năm 3 tháng tù treo. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng 9 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm. Trịnh Thanh Hùng 8 năm tù, giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm và Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vào đầu năm 2022, bị can Bùi Văn Bích có hành vi vi phạm nội quy giam giữ quậy phá la hét và tự gây thương tích tuy nhiên các bị cáo phạm quang hùng và trịnh thanh hùng không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định mà tự ý chỉ đạo các bị can phạm nhân trong nhà tạm giữ đưa bùi văn bích đưa lên ghế thẩm vấn khóa chân khóa tay để bị can này ngồi cố định trên ghế ngoài trời lạnh nhiều ngày liên tục hậu quả bùi văn bích bị nhiễm khuẩn từ không khí viêm phổi viêm phế quản nặng suy hô hấp dẫn đến thiệt mạng hành vi của hai bị cáo hùng được xác định phạm vào tội dùng nhục hình quy định tại khoản 4 điều 373 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, khi vào kiểm tra nhà tạm giữ đã có hành vi dùng tay tác động nhiều lần vào mặt, đầu của Bùi Văn Bích dù thấy bị can này đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn. Tại phiên phúc thẩm, sau phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát nhận định ba bị cáo bị xét xử là đúng người đúng tội. Tuy nhiên Xét đề nghị xin giảm án của phía gia đình bị hại, bản thân ba bị cáo đã ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có nhiều thành tích và bằng khen. Gia đình các bị cáo cũng đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại. Tại phiên phúc thẩm, phía bị hại cũng đã nhận thêm 60 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình của ba bị cáo. Do đó, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo, giảm án cho ba cựu công an nói trên. Ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, trú huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Như vậy trong vụ án này, kẻ bắt cóc bị khởi tố về hai tội danh. Bước đầu cơ quan điều tra xác định vì móc nối với một người nước ngoài tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở. Sau đó, Vi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất nhạy cảm để Vi quay phim, chụp ảnh, gửi cho đối tượng người nước ngoài và Vi sẽ được trả tiền công. Như đã thông tin trước đó, Vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai bé NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi khi hai bé này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Lúc này, Vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8 từ quận 8, vì tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên, tại đây vi dùng tiền, bánh kẹo, hứa mua đồ để giữ hai cháu bé ở lại. Tổ công tác của công an quận 1 và phòng PC02 đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ của vi, giải cứu thành công hai bé gái. Lực lượng công an đã bàn giao hai cháu cho người thân, đồng thời bắt giữ phạm Huỳnh Nhật Vi để đấu tranh làm rõ. Ngày 12 tháng 4, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thông tin, thời gian qua có 3 học viên là các bác sĩ, chuyên gia người nước ngoài đến từ các nước Azerbaijan và Ấn Độ đã đăng ký tham gia khóa học kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Dr. Lương tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đó là bác sĩ Eminov Vusalatip, trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện Trung ương Bộ Nội vụ Azerbaijan và làm ca Chandra, bác sĩ phẫu thuật ung thư thuộc Bệnh viện Medicover Ấn Độ và bác sĩ Pavirasan Mugam, tư vấn viên thuộc Trung tâm Ung thư Apollo Proton của Ấn Độ các bác sĩ đã được theo dõi trực tiếp các ca mổ thị phạm cùng phó giáo sư Trần Ngọc Lương, nguyên giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương, đồng thời là cha đẻ của phương pháp nội soi tuyến giáp qua đường nách, còn được mọi người gọi là phương pháp nội soi Dr. Lương. Bác sĩ Pavitra Sanmugam cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến Việt Nam và bất ngờ về trình độ chuyên môn cũng như trang thiết bị hiện đại của y tế Việt Nam. Bác sĩ Pavitra Sanmugam chia sẻ, ở Ấn Độ tôi đã có cơ hội được học phương pháp nội soi tuyến giáp Dr. Lương từ giáo sư của tôi cũng đồng thời là người từng được đào tạo từ kỹ thuật của bác sĩ Lương tôi cũng đã học được về quy trình này trong thời gian ngắn tại Ấn Độ nhưng khi được tham gia khóa đào tạo trực tiếp tại bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng với sự giúp đỡ của giáo sư Lương, tiến sĩ Hiệp, bác sĩ Sơn trong các buổi phẫu thuật thực tế trên bệnh nhân mắc tuyến giáp tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và giờ tôi sẵn sàng trở về nước thực hiện phương pháp Dr. Lương với những gì đã được học tại đây. Bác sĩ Eminov Vusan Latif cho hay sau khóa học về nước, bác sĩ đã áp dụng thành công phương pháp này với bệnh nhân của mình. Còn bác sĩ Valam Kathik Chandra chia sẻ kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của các bác sĩ Việt Nam có nhiều ưu điểm so với khu vực và cả trên thế giới. Vị bác sĩ này nói, điều khiến tôi ấn tượng là khi ứng dụng phương pháp này, bệnh nhân chỉ phải trả chi phí rất thấp so với các phương pháp khác khi được hỏi về quyết định tới Việt Nam để học kỹ thuật nội soi tuyến giáp Dr. Lương mà không phải là những kỹ thuật khác, bác sĩ Pavitra cho biết do kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp này không được thường xuyên thực hiện tại Ấn Độ, đồng thời với tính ưu việt như chi phí thấp, thời gian phẫu thuật rút ngắn, bình phục nhanh, ít tổn thương nên chị đã quyết định dành thời gian tới Việt Nam để tham gia khóa đào tạo. Hiện kỹ thuật mổ này đã được Việt Nam chuyển giao đến nhiều nước trong khu vực và trên thế giới như Australia, Bồ Đào Nha, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Trung bình mỗi ca mổ nội soi tuyến giáp chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút, an toàn và hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng dụng cụ mổ nội soi ổ bụng thông thường, không cần dụng cụ chuyên biệt. Được biết kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp đông Tờ Lương áp dụng mổ cho tất cả bệnh lý của tuyến giáp như bướu nhân, bacerop, ung thư tuyến giáp, có thể mổ được những bướu lớn mà không cần phải cắt bất cứ cơ cổ nào trước kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách của Việt Nam đã được các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu thuộc chuyên ngành phẫu thuật nội soi u bướu đánh giá cao. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu, xin khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Tân có đơn xin phép khai thác vật quý đơn vị đã phúc đáp và hướng dẫn ông thực hiện các nội dung theo quy định. Để được xem xét việc xin khai thác 3 tấn vàng do quân đội Nhật trôn giấu dưới sông Cà Ti. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn. Cụ thể, ông Tân không có phương án thăm dò và phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian, cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò. Đồng thời, ông này không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc về nơi trôn giấu kho báu. Qua hai lần tới gặp và làm việc trực tiếp tại sở, ông Tân cũng không cung cấp được thông tin nào cụ thể, rõ ràng liên quan tới kho báu. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, ông Tân nói rằng chỉ nghe một người quen hiện đang sống ở Tánh Linh, khoảng 80 tuổi kể lại. Người này đặt vấn đề để ông Tân đứng ra xin khai thác, chứ không phải cụ tổ phát hiện như ghi trong đơn. Tuy nhiên, ông Tân không chịu cung cấp thông tin cụ thể của người quen này. Từ thực tế trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cơ sở để xem xét giải quyết việc xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti theo như đơn đề nghị của ông Tân. Ngoài ra sở cho rằng vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai thác là vàng, không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Đơn vị đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành và cho rằng những nội dung xin khai thác 3 tấn vàng như trong đơn của ông Tân thì phải do Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính chủ trì. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vừa tiến hành khảo sát, đánh giá tình trạng sạt lở, qua đó đưa ra đề xuất giải pháp xử lý triệt đề sau khi xảy ra vụ việc 6 ngôi nhà ở và công trình xây dựng tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bị sạt lở lún xuống dòng sông Hữu Cầu. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Đình Hòa, viện trưởng khoa học thủy lợi Việt Nam cho biết, đánh giá sơ bộ cho thấy khu vực bờ sông bị sạt trượt dài khoảng 50m, sâu vào bãi sông từ 20 đến 25m. Xem xét địa hình, vị trí này nằm trên mặt bằng đoạn sông cong gấp trong phạm vi rất ngắn, đường lạch sâu áp sát bờ và đỉnh cong của dòng chảy. Do đó, dòng chảy có xu hướng thúc thẳng vào bờ. Theo mặt cắt ngang bờ sông, nhà cửa dày đặc trên bờ sông dốc, đoạn sạt lở thuộc loại trượt sâu, chênh cao giữa đáy sông và mặt bờ bãi 15 đến 20 m. Ngoài ra, địa chất vùng ven sông ở đây khá yếu, rất nhạy cảm, dễ sạt lở khi có biến động dòng chảy và thay đổi tải trọng. Vị trí sạt lở rất bất lợi cả về hình thái sông, địa chất, dòng chảy và chất tải do nhà dân xây dựng ra đến tận mép bờ sông. Khu vực tiếp giáp lân cận điểm sạt lở cũng có những đặc điểm tương tự, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, có hai nguyên nhân dẫn tới sạt lở. Thứ nhất, người dân xây dựng nhiều công trình kiên cố, đổ rác, phế thải xây dựng lấn chiếm dòng chảy. Thứ hai, do khách quan, khu vực này là điểm bắt đầu của tuyến sông Cong về phía tỉnh Bắc Ninh nên có sự biến đổi dòng chảy mạnh dẫn đến sạt trượt. Còn theo giáo sư tiến sĩ Trần Đình Hòa, có bốn nguyên nhân chính hình thái sông địa hình trạng thái dòng chảy thủy động lực học dòng chảy địa chất nền móng các tác nhân khác như chất tải làm biến đổi cấu trúc lòng dẫn bờ khu vực sạt lở rất không may hội tụ cả bốn yếu tố bất lợi về giải pháp giáo sư tiến sĩ trần đình hòa cho biết trước hết phải di rời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tiếp theo sau đó dỡ bỏ các công trình vật dụng khỏi vùng đã bị sạt lở không chỉ dỡ bỏ công trình ở trên bờ vị trí sạt trượt mà cần làm ngay cả trên sông trong quá trình này phải hạn chế chất tải để không làm trầm trọng thêm vùng bị sạt lở. Nếu để sạt trượt tiếp diễn, việc xử lý tới đây sẽ phức tạp và rất tốn kém. Tiếp đến sẽ xử lý các điểm sạt lở và vị trí có nguy cơ cao trên đoạn sông. Để có phạm vi dữ liệu chính xác, cơ quan chức năng cần khảo sát, đánh giá tổng thể cả tỉnh, nơi con sông đi qua hoặc ít nhất là toàn vùng sạt lở và cần tiến hành ngay công việc này để đánh giá diễn biến sạt lở thực chất, khách quan, làm cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố Hà Nội, hợp tác và hành động nhằm công bố kế hoạch cũng như kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan chung tay hợp tác cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội. Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang là một trong những vấn đề cấp bách của thành phố. Các kết quả quan trắc cho thấy số ngày trong có chỉ số chất lượng không khí VNAQI ở mức kém và xấu chiếm tỷ lệ hơn 30% tổng số ngày quan trắc trong năm. Về đánh giá hiện trạng diễn biến chất lượng không khí, tác động và nguồn thải ô nhiễm không khí tại thủ đô Hà Nội cho thấy, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm tại thành phố Hà Nội vượt khoảng gần 2 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm của thành phố trong giai đoạn 2017-2020 đều vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và vượt hơn 8 lần so với khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới WHO. Trong đó, giao thông vận tải đang là nguồn phát thải PM2.5 lớn nhất, chiếm từ hơn 50 đến 70%, tiếp đến từ nguồn sản xuất công nghiệp từ 14% đến 23%, nguồn nông nghiệp chiếm 3,4 đến 18,9%, nguồn dân sinh và nguồn đốt rác có mức đóng góp thấp nhất. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ban ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế nguồn phát sinh gây ô nhiễm không khí. Một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch là tới năm 2030, Hà Nội sẽ thành công giảm thiểu tối đa ô nhiễm không khí, bảo đảm chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình theo chỉ số AQI ít nhất 75% số ngày trong năm, giảm phát thải PM2.5 từ các nguồn thải chính tổng phát thải bụi PM2.5 trên toàn thành phố giảm khoảng 20% so với năm cơ sở năm 2019, tương đương với tổng lượng phát thải giảm 6.200 tấn PM2.5. Hồ Ông Kinh ở xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, có dung tích 0,83 triệu mét khối, này đã cạn kiệt, chỉ còn lác đác vài hố nước nhỏ. Để cứu diện tích cây trồng bên cạnh, người dân phải nạo vét, đưa hàng trăm chiếc máy bơm như thế này đặt trong lòng hồ. Hiện không chỉ ở hồ Ông Kinh, hồ CK7, hồ Bầu Ngứ đã xuống đến mực nước chết, tổng lượng nước tích tại 23 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ còn hơn 186 triệu trên 417 triệu mét khối tổng dung tích thiết kế. Nếu không có mưa, sắp tới sẽ có thêm 6 hồ chứa khác thuộc các huyện Bắc Ái, Ninh Phước, Thuận Nam và Ninh Hải rơi vào tình trạng cạn kiệt. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong 24 giờ qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có nơi nắng nóng gay gắt. Cường độ nắng nóng tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Tân Sơn Nhất quận Tân Bình ở mức 38 độ. Dự báo trong 3 đến 5 ngày tới, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Trong khi đó, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày qua, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa. Theo nhiều chuyên gia, nắng nóng đang quay trở lại Đông Nam Á và hiện tượng thời tiết bất thường sẽ không sớm kết thúc bởi đây là khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. Nhà khí hậu học Massimiliano Herrera trả lời phỏng vấn CNN cho biết, Đông Nam Á hiện đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có, khoảng thời gian giữa các đợt nắng nóng ngày càng rút ngắn. Nhà khí hậu học Herrera cho biết, Thái Lan có thể trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trong khu vực khi nước này đã trải qua các nắng nóng kéo dài suốt 13 tháng kể từ đầu năm 2023 cho đến nay. Trong khi đó, nền nhiệt và độ ẩm ở Thái Lan không ngừng tăng lên. Riêng tại Việt Nam, ngay trong đầu tháng 4, nước ta đã công bố tình trạng khẩn cấp khi miền Nam hứng chịu đợt nắng nóng bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người cũng như sản xuất nông nghiệp. Mặc dù nhiệt độ trung bình ở Đông Nam Á tăng lên mỗi thập kỷ kể từ năm 1960, các chuyên gia cho biết, một trong những đặc điểm đáng lo ngại nhất của các đợt nắng nóng hiện đang lan rộng khắp khu vực là thời gian kéo dài và không có hồi kết. Các nhà nghiên cứu từ nhóm nghiên cứu khí hậu Thụy Sĩ IQE cho rằng đợt nắng nóng hiện nay là do sự kết hợp của các yếu tố bao gồm biến đổi khí hậu do con người gây ra và hiện tượng Enino. Cũng theo IQE, hiện chưa thể dự báo chính xác thời điểm nắng nóng ở Đông Nam Á kết thúc vì việc giảm nhiệt sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện thời tiết cũng như chính sách chống biến đổi khí hậu của từng quốc gia. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại